hello dạ chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của thức việt kính à, thưa quý vị uh, hai hôm nay thì uh, có hai cái pha quay xe uh, có nhiều người cho rằng cái pha cái pha quay xe này nó kinh khủng quá nó đã tiết lộ ra nhiều cái câu chuyện kinh thiên động địa quá uh, thật sự uh, thì uh, nói thì uh, nói vậy thôi chứ uh, bao giờ cũng vậy khi mà một cái người đang đứng bên phe này mà quay xe uh, trở mặt thì uh, đương nhiên họ cũng nắm giữ một số bí mật nào đó ha À, và hai cái câu chuyện quay xe ngày hôm nay thì mình muốn nhắc đến trước tiên á, là có một cái anh youtuber à, trước đây á, là cũng lên tiếng à, vạch trần cái sự thật của hồ duyên tà am à, nhưng mà dạo gần đây á, thì không biết vì lý do gì đó mà cái nhóm luật sư của tà am á, lại à, réo tên người này và đưa những cái đoạn à, phát tán những đoạn âm thanh của anh youtuber đó và nói rằng là họ đã liên lạc được với cái người đó và đã, đã họ đã cung cấp những thông tin cực kỳ là chấn động liên quan đến cái vụ việc tiền am À, trong đó thì à, họ có đưa lên một cái đoạn âm thanh cái người cái anh chàng youtuber đó thì nói rằng là à, ông thắng bà mai rồi ông luật sư vũ thầy nhật từ à, chị hoàng quanh gì đó à, đã có sự câu kết để hãm hại thiền am à, rồi cũng có nhắc à, đến tên của một cái vị à, công an được cho là công an ở khánh hòa rồi à, công an ở long an gì đó à, rất là nhiều à, rất là nhiều tên được nhắc đến ở trong cái đoạn video clip đó à, thì à, thật sự á về bản chất của cái vụ việc đó đó là như thế nào thì mình không biết tại vì họ chỉ đưa lên họ chỉ nhắc tên những người đó thôi chứ họ cũng không đưa cái bằng chứng gì ra là câu kết như thế nào hãm hại ra sao đúng không họ luôn miệng họ nói là có sự câu kết đó cho nên thiền an bị hãm hại là luôn cả những con nhan đệ tử như là tống trần đâu đó cũng bị những cái nhóm người này hãm hại đó nhưng mà rõ ràng họ không có đưa ra được cái chứng cứ gì gọi là hãm hại hết á đúng không bởi vì cái chuyện mà nhắc tên réo tên hay là có ông thắng bà mai hay những cái người này mà có đi ăn nhậu với lại cái người đang là công công an cũng rất là bình thường đúng không bây giờ khi á mà người công an đó họ đang mặc quân phục họ đang làm trong giờ hành chính đang làm cái cái nghiệp vụ của họ mà người ta nhào vô người ta mời họ đi ăn và anh chàng đó mặc luôn cái quân phục đi ăn thì nó mới là cái vấn đề ừ mặc dù chúng ta thấy nó cũng không quá nghiêm trọng bởi vì ăn uống giao lưu là rất là bình thường người ta làm một cái công nhân viên chức làm công an hay chăng nữa thì người ta vẫn có quyền công dân vẫn có quyền là đi giao tiếp bạn bè hay là đi ăn nhậu bình thường à, trừ khi anh làm trong và anh đi ăn nhậu trong giờ hành tránh thì anh vi phạm và chuẩn bị trừ lương à, vậy thôi chứ cũng không có gì ghê gớm còn đằng này khi mà người ta ra đó người ta giao lưu người ta ca hát, người ta nhậu nhẹt thì rất bình thường. á người ta chỉ có vi phạm cái là vi phạm luật ăn nhậu thôi. Nếu như mà có luật ăn nhậu thì có thể là vi phạm. À, bởi vì à, nhiều người nhậu với người hay sao đó thì nói chung là có có vi phạm chăng là vi phạm luật ăn nhậu chứ không có vi phạm luật gì ở đây hết. không? lẽ bây giờ người ta làm công an, à, người ta làm à, dân phòng hay người ta làm cái gì thì không được bạn bè không được ăn nhậu sao? À, nó rất là trớt, à, vậy đó, mà con nhan đệ tử sau khi nghe thông tin của nhóm luật sư quăng lên á, thì họ nói là một cái câu chuyện kinh khủng đã bị tiết lộ, à, rồi youtuber quay xe cung cấp những thông tin mật này kia kia nọ, nó. nó biết mật cái gì đây đó, và bây giờ á, khi mà anh là luật sư, anh cho rằng người ta có cái hành vi câu kết hay hãm hại này kia, thì anh phải đưa bằng chứng ra à, Chứ đừng có chụp hình những cái cuộc ăn nhậu Hay là những cái cuộc gặp gỡ Thì anh nói là người ta hãm hại Ít ra anh cũng phải có cái đoạn ghi âm Có đoạn quay hình Nói rằng người đó là thuê mướn hay là cái gì đó Thì người ta mới gọi là vi phạm pháp luật Đúng không? Còn cái chuyện này người ta ăn nhậu Vậy mà họ cũng đưa lên họ nói là là Câu chuyện kinh thiên động địa Đã hãm hại, đã câu kết Thì ai bị tùm lum la Mình không hiểu đó. họ họ hầu như là họ muốn định hướng dư luận cho thấy rằng lực lượng chức năng và cơ quan công an rồi đó là có hành vi này kia kia nọ để phao cái tin lên để cho cái nhóm chống phá bên kia tiếp tục lại à, lấy cái thông tin đó và cho rằng xuyên tạc là cơ quan chức năng hay là công an rồi ở Việt Nam là thế này thế kia đúng không rõ ràng một là một cái sự xuyên tạc rất là nguy hiểm luôn mặc dù họ không nói thẳng ra nhưng mà họ đưa cái thông tin đó lên thì nhóm bên kia đương nhiên sẽ xào nấu lên đúng không xào nấu và xuyên tạc riêng à đó là một cái sự nguy hiểm à, cho nên mình thấy rằng cái anh chàng anh youtuber đó cho dù anh chia sẻ thông tin anh à, coi cho nhiều người nói là anh này anh bán thông tin đi chăng nữa mình thấy cũng chẳng có ảnh hưởng gì trừ khi là anh chứng minh được họ có hành vi là câu kết với nhau bàn bạc với nhau rồi hãm hại thì đó mới là vấn đề chứ còn đằng này tung những cái hình đó chả có gì gọi là thuyết phục chả có gì là ghê gớm hết ha à rồi tiếp tục một cái cuộc quay xe mà hai hôm nay râm ràng rất là nhiều đó là cô dương mai thì cô dương mai có một cái buổi livestream cách đây hai ngày Cô nói rằng là cổ sẽ làm video clip để xin lỗi bà hằng rồi cảm ơn bà hằng bởi vì nhờ bà hằng mà đã cho cô được như ngày hôm nay tức là chắc lẽ là, là về tiền bạc hay là về cuộc sống ổn định gì đó thì cái chuyện này mình đã nói rất là nhiều lần rồi cả nha, tất cả những ai kể cả bên phía yêu thích sư nguyễn phương hằng lẫn ở bên phía mà công kích đồ xuyên tạc rồi đó thì họ cũng phải đều lên tiếng xin lỗi sư nguyễn phương hằng thật, thật sự là cái đó rất là rõ ràng rồi những ai mà tham gia cái vụ này đặc biệt là những youtuber á, lên tiếng bám vào cái trên sư nguyễn phương hằng là chỉ vì kiếm vì tiền thôi À, mặc dù có thể là họ nói vì cái sự thật hay là họ nói vì lương tâm mà cũng có khả năng là họ nói vì à, cái sự um, kích bán hay là nhờ cái chuyện mà chửi rủa hay là xuyên tạc bà hằng thì được nhiều người ủng hộ thì họ họ nói thôi à, họ dựa vào những cái đó khi mà họ đưa ra thông tin gì thấy người ta theo dõi nhiều là họ sẽ bám theo họ làm à, chẳng hạn như cái nhóm mà không thích bà hằng á khi mà họ lên tiếng họ xuyên tạc họ chửi chửi càng nhiều thì lại có nhiều người xem à và chính vì vậy họ săn hăng máu lên họ cứ nói hoài họ xuyên tạc họ chửi bới hoài luôn à đó là một cái cái sự uh, nguy hiểm của mạng xã hội bởi vì uh, rõ ràng một bộ phận khán giả đó thấy cái hành vi chửi bới xuyên tạc uh, sư nguyễn phương hằng vậy họ thích họ cứ vào đó họ xem họ ủng hộ nhiệt tình con chửi hay quá con nói hay quá thì bắt đầu họ bị ngáo à, kêu bằng ngáo quyền lực đó cả nhà à, ảo tưởng sức mạnh rồi bắt đầu chửi tiếp chửi tiếp chửi vừa được nhiều người tung hô mà vừa được tiền và thế là họ làm hoài à À, chính vì những cái lời thú nhận của cô dương mai thì chúng ta mới thấy rõ ràng là tất cả những cái kênh youtube mà à, theo bên phía đó họ rõ ràng là họ chửi bà hàng họ vì tiền à, họ vì tiền mà họ chửi à, thật sự cái đó là tiền đó rất là bẩn cả nha rất là bẩn luôn à, bởi vì chúng ta lên mạng thì ít nhất chúng ta cũng phải tôn trọng khán giả của chúng ta chia sẻ những thông tin gì có những cái gì mà nó đúng á thì chúng ta chia sẻ còn nếu như như giống như cô dương mai nói á là lên chỉ vì tiền thôi chỉ vì chửi bà hàng mà được tiền cho nên chửi thôi thì rõ ràng nó rất là ác à, bởi vì khi mà cái câu chuyện của sư nguyễn phương hằng phơi bài ra hàng lọt những gốc khuất á thì cái chuyện đó chúng ta rất là đáng trân trọng là thứ nhất cái thứ hai là những việc làm thiện nguyện hay là những cái nghĩa cử cao đẹp của siêu Nguyễn Phương Hằng của chú Dũng á, thì thật sự rất là đáng trân trọng, rất là đáng lan tỏa. Nhưng mà những người bên đó họ không quan tâm, bởi vì họ chửi, chửi càng nhiều thì nhiều người xem. Cho nên á, khi mà lan tỏa tỏ những cái thông điệp tốt đẹp á, thì họ không có nhiều người xem và thế là họ chọn theo cái nhánh bên kia, chọn theo cái nhánh là phải chửi bới, phải xúc phạm và sỉ vả. À, thật sự cả nhà thấy ác đạo không? Bởi vì khi mà chửi bới, sỉ vả siêu Nguyễn Phương Hằng thì bà Hằng à, tuyên bố là đóng quỹ hàng hữu thì ảnh hưởng đến hàng ngàn trẻ em đúng không rồi không làm thiện nguyện thì sẽ ảnh hưởng đến những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì họ đã tiếp tay đã gián tiếp làm ảnh hưởng trực tiếp đến làm ảnh hưởng đến những cái người mà có thể là siêu nguyên phương hằng sẽ giúp đỡ đúng không nha đó là một sự ác độc ha à, nhưng mà chung quy lại mình thấy hai cái pha quay xe này mặc dù á, là họ cũng có đưa ra những cái thông tin gì bất lợi cho nhóm của họ trước đây đó nhưng mà mình thấy nó cũng không có phải là cái cái quan trọng quá của cái vấn đề này nó không có gì gọi là quan trọng hết á. À, bởi vì những cái thông tin đó chúng ta đã biết rồi chẳng qua đó là một cái lời khẳng định lại là cái sự thật như vậy thôi chứ cũng chẳng có gì ghê gớm à, như cái câu chuyện của youtuber mà ông bên phía nhóm luật sư đưa ra thì nó cũng có gì đâu cái chuyện mà người ta ăn nhậu giao lưu rồi rất là bình thường ha à, rồi còn cái cô Duyên mai thì cổ khẳng định những lời đó thì chúng ta cũng đã biết rồi nó không có gì gọi là quá ghê gớm à cái cái cô này nếu mà đã nói ra được cái câu đó thì chứng tỏ từ hồi nào giờ cổ đã biết được chuyện đó nhưng mà họ cố tình cố tình chửi bới xuyên tạc xúc phạm sư nguyễn phương hằng để họ được tiền à, đó cho nên à, khi mà mình thấy à, quan sát hai cái pha quay xe này thì nó à, vô tình à, đánh mất cái giá trị của những người đó thôi chứ thật sự nó cũng chả có ảnh hưởng gì đến câu chuyện này à, như cái câu chuyện bên à, thiện an cũng vậy bên câu cái, cái chuyện của sư nguyễn phương hằng cũng vậy à, à, nói thì à, để cho cái khán giả đó người ta tự đánh giá tự nhìn nhận à, những cái đối tượng bên đó họ làm như vậy là như thế nào thôi đúng không À, cái giá trị của họ đến đâu à, lợi dụng để kiếm tiền bất chấp thì hiểu rồi à, nhưng mà ở trong cái câu chuyện uh, của nhóm luật sư đưa lên á là một anh chàng youtuber đó đưa ra uh, nói rằng là những cái sự câu kết này kia cái, cái nọ thì mình thấy lại là vì tiền à, rồi cái cô duyên mai khi mà la làng lên cũng bởi vì tranh chấp tiền bạc gì đó với lại uh, những cái kênh youtube khác cô này nói rằng là À, tiền bạc bên đó cho nhiều cho ít gì đó. đó đại khái là vậy cho nên cũng là vì tiền hai cái pha quay xe này đều vì tiền hết cả nhà ừ. thật sự mình cũng ngán ngẩm ha cái gì mà đụng chạm tới tiền bạc là thấy thua cả nhà bởi vì tiền bạc nó không bà con cái không nó không bà con mà nó cũng không có tình nghĩa ra cho khi mà đụng chạm đến lợi ích đụng chạm đến cái 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 nhiều ít sự nhiều ít của tiền bạc là lại xảy ra tranh chấp ha rất là nguy hiểm luôn cho nên hạn chế tối đa cái chữ tiền này hay cả nhà là xong mình là thấy yên ổn nhất à. À, rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin chân trọng kính chào